Tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Sau khi được Bỉ Đông phân phó, Holina và Tà Nguyệt liền dẫn quân đi chinh phục một số thành thị của Tinh La Đế Quốc. Rất nhanh, binh sĩ trong thành cũng bị tiêu diệt toàn bộ, quân lương khí giới cũng đã tiêu hủy xong. Việc kế tiếp là hành quân trong đêm, tập kết bên ngoài Tinh La Vương Đồ. Holina cho biết trận chiến này liên quan tới tồn vong của đế quốc. Cùng lúc này, phía Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đang có cuộc gặp mặt. Dựa theo lời nói của bọn họ, ta biết được, từ sau trận chiến ở Tây Lỗ Thành, phe đồng minh lần lượt thu hồi 5 tòa thành thị từ tay Vũ Hồn Đế Quốc. Phòng tuyến của quân Liên Hợp cũng dần dần mở rộng. Đã sắp hình thành thế trận vây quét, vậy nhưng Vũ Hồn Đế Quốc chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Điều này thật là khiến người ta sinh nghi. Bất luận như thế nào, chỉ cần quân Liên Hợp duy trì mở rộng chiến tuyến, cứ mãi như vậy, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ khó mà thay đổi cục diện. Vừa nói tới đây, một tên lính đã chạy tới thông báo Tinh La Vương có quân tình khẩn cấp. Tên lính may mắn sống sót được dẫn vào bên trong. Hắn cho biết Vũ Hồn Đế Quốc phái ra từng nhóm quân đội vòng qua phòng tuyến từ cánh rừng bên cạnh xâm nhập vào Tinh La Đế Quốc. Sau khi liên tiếp tập kích mấy tòa thành ải, thành nữ Holina đã ra mặt tập kết quân đội Vũ Hồn Đế Quốc muốn xuất phát tới Vương Đô. Tinh La Đại Đế lập tức nhận ra ý đồ của bọn họ, đây là đang uy hiếp Vương Đô để lão rút quân chi viện. Bây giờ quân Liên Hợp chiếm ưu thế binh lực mới có thể mau chóng áp chế nó, vậy nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn vẫn cần thời gian. Nếu lúc này thiếu đi một phần lực lượng, ưu thế bên ta sẽ giảm bớt đi rất nhiều, thế cục có thể sẽ nghiêng lại về Vũ Hồn Đế Quốc. Về phía đám người Vũ Hồn Đế Quốc, một phần trong số đó phụng mệnh thứ đồn trưởng lão đến Lạc Nhật xâm lâm cướp đoạt bảo vật. Nếu gặp ngăn cản, bất luận là kẻ nào, toàn bộ đều diệt trừ. Lạc Nhật xâm lâm trung quy vẫn thuộc nội cảnh Thiên Đấu Đế Quốc, cho nên hành động phải cẩn thận. Sau một hồi di chuyển, bọn họ cũng gặp được Tiểu Vũ. Bộ dạng nàng ta bây giờ vô cùng đáng thương, hiển nhiên là Tiểu Vũ đang sử dụng mỹ nhân kế khiến cho mấy tên kia động tâm. Đường Tam đang hấp thụ hồn hoàn vẫn cảm nhận được mọi chuyện bên ngoài. Hắn tò mò, tám tên hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc rốt cuộc tới đây làm gì? Một trong số đó hình như còn là hồn đấu lam. Về phía Tiểu Vũ, nàng ta nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phía cây đinh bà. Hành động này chính là đang dẫn dụ sự chú ý của bọn họ về phía hai thần tam xoá kích. Cả đám thế vậy liền kinh ngạc, nơi này là Lạc Nhật xâm lâm. Dù nói thế nào, tiểu cô nương có được lợi khí như vậy tuyệt đối không phải phàm nhân. Rất có thể, nàng ta chính là đại tiểu thư của một gia tộc lớn nào đó. Chỉ bằng bọn họ hỏi thăm vài câu trước, xem thử cha mẹ người nhà cô ta có quanh đề không. Nghe lời hỏi thăm, Tiểu Vũ liền giả vờ lấy lý do, vừa nãy bị một con địa huyệt mai chủ hoàng 5 vạn năm đuổi theo. Nàng ta vẫn luôn trốn, cho tới khi bọn họ xuất hiện mới dọa nói chạy đi mất. Bản thân nàng cũng vì vậy mà lạc đường. Nơi này quá nguy hiểm, nàng hy vọng bọn họ mau rời khỏi đây. Cả đám nghe vậy lại càng thêm kinh ngạc, càng tới gần khu vực trung tâm, hồn thú và bảo vật lại càng nhiều. Xem ra bọn họ còn cách mục đích không xa nữa. Tiểu Vũ nghe vậy liền nhận ra bọn họ đang có ý đồ với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nếu như để bọn chúng có được nó, vậy thì tung tích của phụ thân và mẫu thân sẽ bại lộ. Chưa dừng ở đó, tên cầm đầu đám cao thủ cũng động tâm với Tiểu Vũ. Nếu nàng ta đã ở trong rừng rậm, vậy thì xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Hơn nữa, xung quanh còn có dấu vết của địa huyệt mai chu hoàng 5 vạn năm. Cho dù gia tộc của nàng ta có truy xa thì cũng chỉ có thể cho rằng đã bỏ mạng trong miệng hồn thú. Ý này hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo. Càng tức giận hơn là Tiểu Vũ lại cố tình trêu chọc bọn họ. Bọn họ tức giận lao lên vậy nhưng bị Tiểu Vũ đẩy ngã thần khí. Nó nhanh chóng đè lên người một tên. Rõ ràng tốc độ bọn họ rất nhanh, có thể tránh né trong một cái chớp mắt. Ấy vậy mà tên kia lại chỉ biết chôn chân một chỗ chịu chết. Tới đây thì bọn họ cũng biết mình đã bị tiểu cô nương này tính kế, giả làm heo ăn thịt hổ. Cùng lúc đó, Đới Mộc Bạch cùng đại ca của mình tới thăm quân doanh. Dựa theo phỏng đoán của bọn họ, thực lực của Tà Nguyệt cùng Holina chắc chắn có thể tập kích Vương Đồ dễ dàng. Cũng may phụ vương bọn họ đã truyền thư cho ba người xung quanh Vương Đồ tới tiếp viện. Ông ấy cũng đã chuẩn bị điều binh về nước. Đời Duy Tư cùng với Trúc Vân sẽ lập tức lên đường. Còn Đới Mộc Bạch, thế cục ở biên giới Thiên Đấu và Vũ Hồn Đế Quốc tuy đã được xoa dịu, vậy nhưng phòng tuyến biên giới vẫn chưa hình thành. Cho nên, hắn dự định sẽ ở lại để hỗ trợ. Hai người bọn họ không ngờ rằng lúc trước từng tàn lẫn nhau, vậy mà bây giờ lại cùng kề vai chiến đấu, thế sự đúng là khó lường. Trải qua 4 năm ở hai thần đảo, Đới Mộc Bạch đã có một cái nhìn khác. Thế giới này còn có rất nhiều cường giả, còn có rất nhiều thứ đáng để hắn đi khám phá. Lời này cũng đồng nghĩa rằng Đới Mộc Bạch không muốn làm hoàng vị của Tinh La Đế Quốc, hắn muốn ra thế giới bên ngoài tìm hiểu. Điều này làm cho Đới Duy Tư không thể hiểu nổi, trước giờ hai huynh đệ bọn họ vì tranh đoạt hoàng vị mà xảy ra xung đột mà mất một con. Vậy mà bây giờ người đệ đệ này lại từ chối vị trí đứng đầu một nước. Đới Mộc Bạch cho rằng ân oán trước kia hãy coi như là khói bụi tiêu tan. Bây giờ đối với hắn mà nói, thay vì chạy theo quyền lực, chẳng bằng truy cầu hồn sư đỉnh phong. Quay lại với Tiểu Vũ, tuy thực lực của nàng chỉ khoảng 70 cấp, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí lâu chưa đánh nhau. Vậy nhưng vẫn dễ dàng đập cho mấy tên áo đen sắp mặt. Trong số đó còn có cùng giả hồn đấu la hơn 80 cấp, lần này búp sức mạnh có hơi nhiều rồi.
Kết quả sau cùng, đám người Vũ Hồn Đế Quốc phải bỏ chạy giữ mạng, Đường Tam cũng hấp thu xong hồn hoàn. Hai người nhanh chóng rời đi, lần này Vũ Hồn Đế Quốc phái người tới, chứng tỏ Lạc Nhật Xâm Lâm đã không an toàn nữa, hắn phải mau chóng bổ sung hồn hoàn. Trong lúc Đường Tam và Tiểu Vũ đang săn tìm hồn hoàn thì đám người Tà Nguyệt và Holina vẫn liên tục công phá các thành thị xung quanh Vương Đô Tinh Đế Quốc. Có thể nói rằng, tiền tuyến chiến đấu với Vũ Hồn Đế Quốc này càng căng thẳng. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!